chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm món bánh tráng lắc cà ri. Nguyên liệu để làm bánh tráng lắc cà ri gồm có bánh tráng, cà ri và đường. Trước tiên là mình múc 2 muỗng canh đường vô cái bịch. Đây là 2 muỗng canh đường. Và đây là cà ri. Cà ri thì mình múc coi. Nếu ai ăn không ăn được cà ri thì mình có thể cho ít cà ri thôi. Mình cho 2 muỗng canh cà ri vô luôn. Ở nhà mình không thích ăn cà ri, mình cho 1 muỗng rưỡi thôi. Nếu ta ăn nhiều ta cho 2 muỗng. Và bây giờ mình túm cái bịch này lại. Và mình lắc ngoài này. Đó, mình lắc xong cà ri rồi. Tiếp theo là mình đi cắt bánh tráng. Mình cắt to hay nhỏ tùy theo sở thích của mình. Món này thì rất là dễ làm và làm lại mau nữa. Nguyên liệu thì rất dễ tìm. Một ràng bánh tráng này mình mua như mình quên mất rồi. Còn gói cà ri có 5.000 thôi, còn 2 muỗng đường là xong. Và bánh tráng này chiên rất là mau luôn. Và cái món này thì ăn rất ngon luôn á. Mấy đứa cháu nhà mình nó thích bánh cái món này lắm. Và bây giờ mình đem bánh tráng này đi mình chiên. Và mình chuẩn bị một chảo dầu nóng rồi. Dầu mình sôi trên đũa rồi. Ta bỏ bánh tráng vô. Rất là nhanh luôn á. Và mình vớt ra cái dây lọc dầu. Mình chiên từng miếng một thôi chứ mình cũng chiên nhiều. Chiên nhiều mình vớt không có kịp đâu. Và mình để lửa nhỏ thôi. Bánh tráng này là bánh tráng mỏng nên chiên rất là mau luôn á. Sẽ bớt lửa đi. Có mình bớt lửa nhỏ nữa rồi. Các
Cái này mình bỏ nhiều vô là mình bớt mất kịp. Và rất là nhanh mọi người, nhanh lắm luôn á. Mình vừa làm một điều khiển khiển máy này khó, hơi khó. Bỏ vô nó xèo là được liền. Mình bỏ cái dây xong rồi mình bỏ cái giấy lọc dầu. Và đây là hai dĩa bánh tráng mình mới chiên xong, mọi người nhìn này, rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình bỏ trong bịch ni lông á, mình bắt đầu mình lắc. Đây là đường và bột curry, và bây giờ mình túm cái miệng nó lại này. Đó. Mình đánh phồng lên và mình lắc. Đó, bột curry với đường. Bây giờ mình đổ lên dĩa. Và đây là dĩa bánh tráng lắc curry, rất là ngon mọi người. Mình ăn thử một miếng này, giòn thật là giòn như cốm vậy á. Và để làm cái bánh tráng này thì mình phải có cái bao lông thịt là to thì mình lắc cái đều. Cái bao lông của mình nó nhỏ quá, mình lắc 2-3 lần cho nên là nó không có đều. Và ngon thật là ngon, làm rất là nhanh luôn. Chỗ này là mình làm khoảng 8 cái bánh tráng. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở phần mô tả và phần nhận xét. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Và cái bánh tráng này là bánh tráng mỏng để cuộn bún ăn, cuộn bún hay là cuộn thịt là luộc ăn á. Nếu ta thích ăn bánh tráng dày thì ta có thể mua bánh tráng dày hơn. Mọi người nhìn dĩa bánh tráng của mình rất là mau, rất là hấp dẫn luôn. Và làm rất là nhanh luôn. Chiên một cái ào cái là xong thôi. Còn mình cho đường với lại cho bột curry thì cũng rất là đơn giản. Mình làm tới đâu mình có thể cho tới đó. Mình thích ăn nhiều curry thì mình cho nhiều curry. Mình thích ăn ít curry thì mình cho ít curry. Cái này nó không có bắt buộc phải là cho bao nhiêu và bấy nhiêu. Mình ăn được nhiều curry thì mình cho nhiều. Và mình ăn được đường nhiều thì mình cho đường nhiều. Và mình chiên cái bánh này thì mình phải để lửa nóng sôi trên đũa rồi mình cho vô. Và mình chiên xong thì mình phải bỏ ra cái dây để lọc dầu á. Đó, xong mình bỏ dầu xong mình bỏ qua cái giấy thấm dầu thì nó mới hút hết dầu được. Và bánh này mình ăn á, khi mà nó nguội rồi thì mình bỏ trong ngăn bịch ni lông á, mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Hay ta có thể để như vậy này, để trong ngăn mát tủ lạnh rất là giòn. Và con nít thì rất thích bánh này, người lớn cũng thích, là mình ăn mà mình cũng vẫn thích nữa.
Mình đầu mình cứ nghĩ là mùi cà ri khó ăn, nhưng thật sự mùi cà ri rất là dễ ăn.